Các em ơi, đây là cây thông của bọn chị nhá, hai em nhìn nào. Wow, thích chưa? Ô, chị sẽ lấy từng cái một ra nhá. Wow, các em ơi, đây là một cành này. Em ơi, đây là những chú tuần lộc rất là xinh xắn. Chị sẽ xiên dây và bạn sushi của chúng ta sẽ móc lên đấy. Các em nhìn này. Đó, chú tuần lộc rất là xinh luôn. Và lo em thì không thể thiếu những chiếc chuông rất là nhỏ nhắn đúng không? Các em chờ tí nhá, chị sẽ cho các em xem. Một đôi chuông cực kỳ xinh luôn. Chị đấy, bọn chị đã một cây thông rất là to. Bởi vì ông già là em tặng đây. Đúng rồi, và đây là những kết quả để trang trí trên cây thông của chúng ta là các em này. Và đặc biệt là lo em mà không thể thiếu chữ gì đây Sư. Mệt quá. Đúng rồi, và một ông sao may mắn ở trên đỉnh ngọn này. Xinh không? Em ơi, em nhìn được những chiếc chuông, những chú tuần lộc. Ý rất là xinh đúng không? Xung của chúng ta rất là thích đấy. Và còn cái này là hàng rào để chúng ta sẽ quay xung quanh cây thông của chúng ta nhé. Bây giờ chị với bạn Xu sẽ cùng nhau bóc món quà. À đúng rồi em ơi, bọn chị trang trí cây thông nhá. Xong rồi để đến mấy hôm nữa đến lo em nhé, bọn chị sẽ được ông xã tặng quà đấy. Không biết là năm nay nhá, chị với Sushi sẽ được tặng quà gì nhỉ Sushi nhỉ? À các em ơi, bây giờ chị sẽ cùng nhau bóc. À em bóc cái gì hả em? Chị nhá, hai em nhìn nào. Wow, thích chưa? Ô, chị sẽ lấy từng cái một ra nhá. Wow, các em ơi, đây là một cành này. Yeah. Đúng. Ôi, mà sủi chúng ta sẽ không bay nổi đâu em ạ. Các em nhìn nào. Wow, các em nhìn nào. Ngay ra mà chị to chưa? Các em ơi, trên cây thông ấy, còn có cả những quả gì đấy? Quả. Quả thông đấy. Và đúng rồi. Đúng rồi. À, chị để trong này nhé. À đúng rồi, em ơi, ở trong này còn có cả những cái dây để chúng mình cùng trang trí lên đấy. À, rất là đẹp luôn. Cái này để chúng mình sẽ xếp vào cây Noel để sau. Đúng rồi. Em ơi, đây là một cái hướng dẫn này để cho bọn chị và bạn Juicy sẽ cùng nhau làm đấy. À đây là các cái đế này, sau đó bọn chị sẽ đắp chân nhé. Bây giờ bọn chị sẽ làm nhá, chị sẽ bỏ cái thùng này ra đằng kia nhé. Hay bây giờ em bóc cái này đã. Rồi. Em bóc cái này em. Không, cái đấy bóc sau em. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đắp cái này nhé. Em ơi, đây là cái chân của nó này. Cái này rất là nặng luôn, mà Su ơi, Su bê được không? Đúng không? Chị nghĩ là cây thông này còn cao hơn cả Su đấy. Ngoài các em ơi, cây thông này rất là an toàn cái này. Hoặc còn làm một cái như thế này, nút sắt ở dưới nữa. Bây giờ chị sẽ cắm cây thông của bọn chị vào nhá. Wow. Wow, cây thông này cao hơn cả Su của chúng ta chưa? Su đứng đây nào, ăn chưa? Các em ơi, nhưng mà không phải đâu, nó còn một cái này nữa là các em này. Wow. À, nhưng mà trước khi Su cắm cái này, bọn chị sẽ phải tán những cành ra. Su ơi, Su bẻ đi. Để chị đẩy luôn vào đây. Đấy. Đẩy canh. À, các em ơi, bây giờ chúng chị bọn chị và bạn Su sẽ bẻ từng tán một ra nhé. Wow, quả thông đẹp thế. Bạn Su bẻ đi. Con sắp thích ăn quả thông đấy. Ồ, à đúng rồi, con sắp thích ăn quả thông luôn. Vậy à, chúng ta sẽ đi mua một quả sắp cho lên đây chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Để em nuôi sắp đấy. Ồ, nhà Su nuôi nhiều thế. Ủa, đây rồi. Ôi, các em ơi, chắc qua chúng mình nhau học phải xôi Su, Su ngồi Su, tẻ những cái này ra. Đấy, nhiệm vụ của Su đó. Bạn Su của chúng ta nhỏ nên là bạn ấy sẽ không bẻ những cái này đâu. Những cái này chỉ muốn chị mới bẻ được thôi các em ạ. Wow, các em nhìn cái thông của chị thích không? Hôm nay các em cũng biết không, chị đã phải đi mua đấy. Trong lúc bạn Su của chúng ta đi học à, chị đã tranh thủ đi mua cái thông để bẻ đấy. Bởi vì chị biết là ăn quay bằng gúp nữa. Đúng rồi, bởi vì chị biết là bạn Su của chị rất là thích cái thông luôn. Đúng không? Ở trường bạn Su cũng có cái thông đúng không? Wow, wow, sorry. Trong lúc qua chị làm mà không phải chị đã và một bạn siêu nhân đấy. Chị bẻ chị cũng thấy nặng đây này. Wow. À các em ơi, bây giờ nó đã chừa ra cái phần lõi đấy. Và đây sẽ là phần của cái ngọn cây. Tiếp theo chị được mát ra. Chờ tí chị dần.
Wow, cây thông này rất là cổ kỳ luôn. Wow, mỗi chị nó cao hơn giống chị luôn đấy các em ạ. Mặt sư và đứng cạnh sẽ đến đâu nào? Mặt sư của chúng ta thì chỉ được một đoạn bằng nửa cây thông của chúng ta thôi. Sư có thích cây thông không? Em có. Ở trường Su năm nay à, lớp Su chị cũng thấy có cây thông đúng không? Đúng rồi, nhà em cũng trồng cây thông. Thế à? Cây thông thật đấy. Ô, cây thông thật à? Vâng. Trời ơi, thế mà không bảo chị sang chị xin cảnh chị đỡ phải mua. Chị ở thằng này lâu không nhỉ? Lâu không, thế chị bảo em mà giúp chị đi mà không giúp em mà còn cướp mãi á. Đi trang trí của em vậy đây này, em nhìn nhà của chị còn đầy luôn này, bao nhiêu luôn ấy. Thế phải đang chơi đấy chứ. Từ từ nó trang trí mà. Các em ơi, các em nhìn thấy cây thông của bọn chị to chưa? Đấy, chị mua cây to về xong rồi chị tưởng bạn siêu nhân á, sẽ giúp chị và Susie sẽ giúp chị trang trí cùng chị, bởi vì bạn ấy bảo là bạn ấy rất thích cây thông. Nhưng bây giờ về á, bạn chỉ còn mãi á cầm cái dây kia đi bạn trang trí thôi em ạ, bạn ấy không giúp chị tí nào luôn. Quả này á thì chị không vào trang trí luôn. Chờ tí nữa. Wow, em thấy cây thông của chị to chưa? Em chưa. Đẹp mà. Đẹp không? Đẹp. Em thấy thích không? Thích. Thế hả? Bạn Su của chúng ta thích rồi đấy các em. Cái này chị sẽ để em xem. Các em ơi. Trời ơi, em nhìn này bạn Su này. Cho một lát nữa mà phải treo được cái quả kia lên nó mới đẹp mà. Được rồi. Thì em nhìn nè. Wow, thế là cây thông này đã chiếm hết vòng quay của bọn chị luôn. Đời hát thỏ luôn này. Em thấy không, bạn Su không giúp chị làm bố của mình, chị làm lâu rồi, ôi là lâu cũng chưa xong luôn. Ô, từ từ Su ơi, Su mang ra làm trước cho các bạn đi. Đây các bạn ơi, mình nha, nào bóc cái này nha. Đây là cái hộp cũng có bóng trang trí đấy. Su ơi Su, mà Su đã chuẩn bị một đôi tất chưa? Để mình treo ở cửa để cháu giàu em tặng quà, chị thích cái khoản đấy nhất luôn đấy. Hay là à đúng rồi, chị quên chưa mua rồi, để mai chị mình sẽ đi mua nhé. Em may rồi. Em may rồi á? Trên tầng. Thích sao không bảo chị? Nhưng bây giờ đang quay. Thế em thấy cái đồng của chị đẹp chưa? Nhưng bây giờ quay rồi, chúng không thể nào mà đi lấy. Ừ thôi, ơ mà nó đến ngày đâu, khi nào phải sát nhà chúng ta đi. Mình treo ra cơ. Wow, các em ơi, dù chúng ta đã bắt đầu đi mặc những quả bóng xinh xắn rồi đấy. Wow, chị thích rồi đấy. Cái thân của chị có vẻ như là đã hoàn thiện rồi đấy các em. Chưa hoàn thiện xong đâu. Đúng rồi, chúng mình treo cho thư thưa ra em, cho cái cao cảnh thân nó mới đẹp. Anh Quay ơi, anh giúp em à. Ê, anh Quay không thể giúp được em vụ này đâu nha. Đây là cây thông à, của em đấy nha. Chị đã có ông sao ở trên đỉnh rồi đấy. Yeah. Có đẹp không? À đây xem nào, chị sẽ để chữ ở đây được không? Đấy, để đây. Để đấy. Chị để, chị muốn để đâu thì chị để đi. Được, chị sẽ treo ở đây. Em thử chị nhá. Sao hôm nay em này nhỉ? Khác khác thế nhở? Tùy chị cơ. Chị thích làm gì thì làm. Cái mô đây là những chú tuần lọc của chị nè. Xuyên ra cho em mắc nhá. Ôi em ơi, cẩn thận. Em ơi, đây là những chú tuần lộc rất là xinh xắn. Chị sẽ xuyên dây và bạn Susie của chúng ta sẽ móc lên đấy. Em nhìn này. Đó, cái chú tuần lộc rất là xinh luôn. Và lo em thì không thể thiếu những chiếc chuông rất là nhỏ nhắn đúng không? Em chờ tí nhá, chị sẽ cho em xem. Một đôi chuông cực kỳ xinh luôn. Có buộc đó nha. Các em thấy không, bạn Su của chúng ta đến hoạt treo quả bóng là bạn thấy cực kỳ thích thú luôn. Các em nhìn này, chị sẽ theo treo một chú tuần lộc ở đây nhá. Chị sẽ được treo cho em treo. Đấy, thôi chị treo thử một cái. Các em ơi, vào đây là một đôi chuông này, các em nhìn thấy xinh chưa? Chị treo thử một cái nhá. Các em ơi, đây này, chuông chị sẽ treo ở đây nhá. Các em nhìn này, đấy. Một đôi chuông rất nhỏ nhắn và xinh xắn. Màu này chị cũng rất là thích luôn. Được rồi thôi, chị có bóc nữa. Trời, đấy các em thấy không, bạn Su nhá. Toàn là tranh của chị thôi. Chị đã cho bạn hết tất cả mọi thứ rồi mà bạn cứ tranh giành của chị. Su ơi, Su còn phải cho cả bên này chứ, sao Su lại Su chỉ cho một bên thôi? Đúng rồi, mình phải treo tất cả chứ. Su đang treo hơi bị dày đó nha. Đây, Su ơi, Su bắt cái chuông này ra Su treo cho ông đi. Dạ. Đúng quả bóng rất là xinh xắn luôn. Bây giờ mấy người các bạn đến nhầm một giờ nha, các bạn chỉ có ngất tay thôi, nhầm tay thôi, Su nhầm. Bạn em không đến đâu. Thế à? Bởi vì em chưa nói cho bạn em. Thế à, thế thì em phải thông báo cho các bạn là
bạn ơi, nhà mình đã có một cây thông nhá. Cây thông của nhà mình rất là xinh đẹp luôn, nhất đặc biệt là được chị massage trang trí vô cùng đẹp và hấp dẫn, đúng không? Đúng. Wow, vẫn còn bóng cơ. Là sao, là sao, là sao, là sao? Các em ơi, các em nhìn mặt ru của chúng ta trang trí bóng có xinh không? Bạn đã trang trí hơi dày các em ạ. Cho một quả vào đây nhé. Chị nghĩ là một quả vào đây sẽ đẹp hơn đấy. Quả rất là nhẹ, này em sao không cho quả trên này này? Trên này đang thiếu quả này em. Đấy, các em thấy của bọn chị đã đẹp chưa? Cây thông bóng của bọn chị đã bị bóc ra hết rồi. Để chị cắt cái hộp này đi nhá. Ôi nhưng mà xua cái hộp này đẹp nhỏ. Chị giữ luôn ở cạnh cây thông này luôn này. Để đây biết đâu ông già Noel lại tặng quà chúng mình. Còn một việc tiếp theo nữa chúng mình sẽ phải làm gì nhỉ? Các em ơi, yeah. Cái này là hàn rào với các em. Chị sẽ bóc nhé. Thầy em xếp nhé. Mua đấy đi. Để cho em xếp. Thầm cái gì mà không xếp xếp em ạ? Bạn chung của chúng ta được cái in in in. Đây là em ơi, hàng rào này rất là xinh luôn. Hàng rào đây. Chúng ta sẽ quay ở bên nào. Em ơi, bởi vì là phòng của bọn chị ấy ở dưới đây trải thảm rất là xinh xắn rồi. Dù không có bông thì vẫn rất là xinh đẹp luôn, đúng không? Không, mình phải làm cái bông ở đấy. Chị quên chưa mua bông rồi. Để lần sau mình mua bông nhé. Đúng rồi, đây chị giúp nhá. Các em ơi đây này, cái sợi dây kim tuyến này mình nối rất là dễ luôn. Bởi vì nó giống như kiểu là có một dạng cái dây thép nhỏ. Chị sao bên kia, sao bên kia chị kéo cho. Đây, chị làm bên này, còn Xu làm bên đấy. Wow, các em thấy chưa, cái thông của chị đã xong và rất là xinh đẹp luôn. Các em nhìn này. Đấy. Chị bắt đầu thích rồi đấy. Trời ơi, chị bắt đầu hay quá. Wow, các em nhìn cái thông của chúng ta cao hơn mặt Xu. Đúng rồi, sao đến đâu cây thông nào. Ôi ôi, Xu bây giờ cứ lại ôm ấy. À, Xu, chúng mình còn quên. Cái gì? Nhớ cái gì không? Đèn nó nháy. Chị nhìn. Các em ơi, cây thông của chúng ta muốn rực rỡ hơn, chúng ta phải có những chiếc đèn nó nháy. Các em nhìn không? Chị đã mua rồi đấy. Xu ơi, Xu cẩn thận nhé, bởi vì cái này rất nguy hiểm đấy. Em không nhận được đâu. Các em ơi, bây giờ các em sẽ xem thành quả của bọn chị nhá. Wow, em nhìn thấy chưa? Cây thông của chị đã rực rỡ luôn. Được không? Được không? Em đi ngủ đây. Và xuyên nhân của chị bây giờ đang phải còn làm ở đây